còn nắng không đổ lửa, chỉ làm đổ một chút mồ hôi, giọt mồ hôi long lanh mặn mặn thấm đẫm mùi người càng nhớ nhau thêm. Sài Gòn bóng mây mưa rồi, chuyện tình mình đứng hóng ngoài hiên. Sài Gòn đang ngày sập mưa bỗng tối, chợt lại ngày chưa kịp hôn nhau. Sài Gòn sáng xuân xanh gọi chào, Sài Gòn trưa nắng hạ sương sao, thấp thoáng thu khi chiều tà đông đến trong đêm nhạt nhòa. Sài Gòn có anh và có em, Sài Gòn của ta thật là dễ thương. Hai mùa mưa nắng nắng mưa, hai mùa vẫn nhớ bốn. Buồn quá. Khi mà than thở hoài vậy trời mẹ. Than trời mà trời không thấu. Than kia em mà em không hiểu thì làm sao mà thay đổi được căn nhà này chứ. Em hỏi anh nè, anh ngồi thì anh cứ nói đi. Anh bận cái gì cũng đâu thì anh cứ đi đua đó. Trời ơi, tôi khổ quá. Trời ơi, làm sao mà em hiểu được anh nói trời ơi. Thôi, em mới làm anh chóng mặt á. Trời ơi, em tả lại cho anh biết là nãy giờ anh chóng mặt sao đó. Anh là tập trung vô nên nhiều lúc anh đi qua đi lại em còn không biết là có đi hay không nữa. Còn em là em làm gì chóng mặt, em hiểu không? Rồi, buồn rầu chuyện gì, khổ sở chuyện gì nói cho em nghe. Em thấy mấy tháng nay nữa, khách sạn mình doanh thu có được gì đâu, thấy không? Vắng tanh như chùa Bà Đanh, không một móng người. Rồi tiền đâu trả cho nhân viên, tiền đâu để mình sống, tiền đâu để mua gạo, nấu cơm, rồi tất cả mọi thứ. Trời ơi, đâu đến nổi vậy đâu. Anh như biết cái tình này là tình hình chung của tất cả mọi người mà, đúng không? Rồi đâu đến nỗi mà không thể trả cho người ta được. Anh không tin là tình hình chung. Tình hình này là tình hình có căn nhà của mình, chứ không phải tình hình nào chung mình. Thôi giờ nói nghe nè, bây giờ anh lo lắng quá phải không? Thì mình tìm cách chuyển hướng kinh doanh đi nha. Không ấy, bán online cho em đi được không? Em nghĩ sao không? Mình đang kinh doanh một khách sạn 4 tầng như vậy, đùng cái đi bán online, lời bao nhiêu bằng cái khách sạn. Ôi, bao nhiêu miễn mình sống được là được rồi. Đâu có cần phải sống cao cấp lắm đâu anh. Không được đâu, bây giờ anh nghĩ một điều rằng anh lo lắng lắm. Anh lo lắng là phải tìm cách nào để cho khách sạn mình nó đông khách trở lại. Mà anh nghi lắm. Nghi cái gì? Anh nghi. Thôi bây giờ em nói cho anh nghe nè, đừng có suy nghĩ, đừng có lo lắng gì hết á. Hai vợ chồng mình còn tuổi trẻ nè, còn có sức nè, còn có trí tuệ nè, đúng không? Mình đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn, bây giờ mình bàn đi, mình tìm cái cách nào để mà đưa cái khách sạn mình vượt qua cái thời buổi khó khăn này. Được rồi. Nói chung là em nói nãy giờ được hết á, nhưng mà còn trẻ đâu. Mình không còn trẻ nữa, nên không có thời gian để mình làm lại từ đầu nữa. Em hiểu không? Phá sản gì chơi. Thôi mà, đừng có suy nghĩ bi quan vậy nữa, tích cực lạc quan lên giùm em. Để em nghĩ được chuyện tích cực. Sao vậy? Ôi dạ. Chân đau hả? Còn đau. Trời còn đau hả? Nó đau khớp vậy rồi mấy năm nay mà chữa hoài chữa không hết em. Anh có uống thuốc chưa? Hết thuốc rồi. Hôm qua em còn thấy bọc có trong đây mà sao hết thuốc rồi. Đây nè. Trời ơi, cái bọc thuốc là sao hết được đây nè. Đâu? Đây. Thuốc là thuốc gì nè? Thuốc này thuốc cảm cúm. Cảm cúm. Rồi bỏ qua này. Thuốc là thuốc nhức mỏi. Nhức mỏi. Rồi. U cha ơi, còn đống này là gì? Thuốc chống viêm sưng. Đây, sao không uống? Thì bác sĩ dặn đừng có uống. Sao bác sĩ dặn không uống? Bác sĩ nói là khi mà có rượu bia trong người thì không nên uống thuốc, uống vậy phí phạm thuốc. Trời ơi anh ơi, anh đã viêm sưng khớp rồi còn đi nhậu để làm cái gì nữa? Em thấy ông nghề mình là nghề kinh doanh, phải không? Phải có giao tiếp người này, giao tiếp người khác, không uống bia, uống rượu thì sao mà nói chuyện người ta được. Người ta ví dụ mời chai rượu mình phải uống, mời chai bia mình phải uống chứ. Trời đất ơi, anh nói vậy thì muôn đời là cái chân của anh á là không bao giờ khỏi hết trơn á. Nói chung là bây giờ để lâu quá giờ cũng hết đát rồi em ơi, bỏ hết đi.
giờ hết đát rồi phải không? Ừ. Mua thuốc mới uống đi nha. Anh à, muốn hết bệnh thì anh phải uống đúng cái liệu trình của bác sĩ cho nè. Đó là bữa em nghe bác sĩ dặn anh rõ ràng là không được bia rượu, rồi phải tập thể dục đi tới đi lui đúng không? Vận động cơ thể cho cái khớp nó mau lành. Trời đất ơi, anh nói cái chữa gì đâu mà chữa, mấy năm nay chữa có hết đâu. Anh nghĩ là không, bệnh tật anh chắc chắn là không có phải gọi là do bệnh tật đâu, mà do... Do cái gì? Do cái căn nhà của mình. Em có cảm thấy nó u ám không? Nhà mình u ám hả? Em hãy lắng tai nghe con. Mỗi lần mà anh sực nhớ cái chuyện này, anh thấy nó ghê rợn luôn em. Cái gì vậy? Em qua đây coi nè, em nghe đi. Em nghe cái tiếng gì không? Tiếng gì? Đó, vi vu, vi vu, vi vu đó. Giờ là tiếng gió á. Là bị ma ám quỷ ám gì rồi. Trời ơi, anh sao vậy? Tự nhiên trù nhà mình có ma ám quỷ ám là sao? Nếu không có, tại sao mấy tháng nay tự nhiên vắng teo không có bóng người? Em phải nghĩ là có ai trù ém mình chứ. Trời ơi, nếu có ma ám thì sao em không bị? Hả? Trời ơi, anh bây giờ đầu óc lung tung rồi đó anh... Ai nói với anh nghe chuyện đó? Trời ơi, mấy đứa bạn anh nó nói rồi. Lúc đầu anh không tin đâu, nhưng mà bạn bè nó nói riết là anh tin luôn. Bởi vì sao? Có những đứa bạn á làm ăn không được, tự nhiên tới cái thầy bà thầy bói đó đó, trời ơi bà chữa trị hết bệnh mà làm ăn cũng phát triển nữa đó, ăn nên làm ra luôn. Thầy bói trị hết bệnh vậy bác sĩ làm cái gì? Rồi thầy bói rồi phù hộ người ta ăn nên làm ra, rồi mấy cái ngành kinh doanh quản trị, rồi cái trường đại học mở ra làm cái gì? Trời đất ơi anh ơi, sao mà anh tin mà cái chuyện mà nó vô lý vậy cơ chứ? Làm gì có chuyện đó. Nghĩa là mình không làm ăn ra là do khả năng của mình không có tới, đúng không? Còn bệnh của mình là do mình không có nghe lời bác sĩ, không có thực hiện đúng như lời bác sĩ dặn. Vậy thôi, có gì đâu mà ma quỷ ám anh á. Tôi nói riết ở nhà riết rồi suy nghĩ lung tung à. Nói chuyện đó, nói chuyện em á không có hiểu nhau á. Tự nhiên nói chuyện em riết muốn tuột máu luôn á. Em á không có gì để tin đó đó, nhưng trong lòng anh tin. Anh tin là nơi này nó rất là âm u, rất là ghê gớm, rất là gọi người ta gọi là một cái từ ngữ gọi là âm trì địa ngục. Gì tự nhiên mới tới nghe nói âm trì địa ngục đây? Đang nói căn nhà này. Tưởng nói tôi. Chào nói chị. Anh à. Ủa sao? Mới nói âm trì địa ngục mới thấy tới rồi à. Thôi tôi biết rồi. Tại sao chồng tôi có những cái suy nghĩ đó là do anh phải không? Không, tầm bậy à, anh này không phải là do tôi, mà tôi là cái người thay mặt để tới đây giúp ảnh thôi. Thay mặt ai? Thay mặt thầy. Lại là thầy. Thầy nào? Thần y bói. Thần y bói? Vậy là không tin. Có nghĩa là vợ anh không tin. Hồi nãy giờ tôi nói không hề tin. Thôi được rồi. Mình ngồi đây. Thưa chị, tôi thấy chồng chị là bị cái chân như vậy, bà biết bao nhiêu lâu rồi không hết. Tôi có ý định là tới đây để giúp cho chồng chị vậy thôi mà. Giúp chồng tôi đi thầy bói đi trị bệnh. Dạ, đúng rồi đó. Anh thấy ở đây có chuyện gì vô lý không? Ủa vô lý là sao? Thầy bói sao đi trị bệnh? Không à, thầy bói đây là ngoài cái coi bói rồi, mà thầy còn chữa trị được tất cả các bệnh nữa, cho nên người ta mới tôn thầy là thần y bói. Trị tất cả mọi bệnh gọi là bá bệnh ha. Trị bá bệnh luôn hả chị? Không cần phải chuyên khoa ha. Không cần phải chuyên khoa. Ví dụ như người ta chữa đông y nè, rửa tây y, cái người ta phối hợp đông tây. Đó. Thầy bói là thần y bói là đông tây nam bắc luôn. Vậy là anh hiểu. Còn chị thì chưa hiểu. Để hôm nào có một cái dịp nào đó tôi có thể tôi cho chị gặp cái thần y bói là chị sẽ biết rõ hơn. Đúng rồi. Nói nào ngay thì mấy cái chuyện này nó vượt xa tầm với của tôi quá. Bây giờ nói thật với chị,
khi mà tôi bước vô tới trong cái khách sạn này rồi. Ủa sao? Tôi thấy hình như là nó có rất nhiều ám khí. Trời, thấy chưa, thấy chưa? Anh cũng nói rồi, thấy chưa? Bây giờ anh chị bước lên đây. Đó, đó, thấy chưa? Bước lên đây. Chào anh. Anh chị có nghe cái gì không? Vi vu, vi vu. Tiếng gió. Qua đây. Có nghe cái gì không? Vun vút, vun vút. Tiếng mũi. Bây giờ lên đây. Hơi khom người thấp xuống dưới. Đó, có nghe cái gì? Tiếng khớp không kịp nè. Rắc rắc, nó kêu rắc rắc. Cái chân nó bị khô khớp. Anh bị cái chân như thế này cho nên là hôm nay là tôi qua đây. Ở nhà này đó là tôi nói thật chị nha, là ám khí. Nếu mà chị không trừ ma trừ tà, mình phải trừ ma trừ tà. Rồi trừ ác quỷ Đa Cô La luôn. Đúng rồi đó. Anh sao thiệt rồi, anh xía vô hoặc phải trừ ma trừ tà. Đó, thì cái ám khí của trong căn nhà này sẽ trong sạch trở lại. Thì lúc đó là gia đình chị mới ăn nên làm ra. Rồi tai ương bệnh hoạn của ảnh cũng sẽ hết. Tôi nghĩ vậy nè, chỉ cần anh ra khỏi nhà tôi là coi như là không còn ám khí gì hết trơn hết rồi. Nha, chứ tôi không có tin ra cái chuyện này ha. Tới đây khả năng mình làm ăn như thế nào mà mình đình trệ là do chính bản thân mình ha. Sức khỏe như thế nào là do chính bản thân mình, không có tự bảo vệ mình thôi nha. Tất cả những chuyện tà ma là tôi không có tin. Anh á, anh không ngưng ngay mà tiêm nhiễm vô đầu chồng tôi cái chuyện mà mê tín dị đoan đó, nghe chưa? Làm thì không lo làm, ở không mất tầm bảy tầm bạ. Giờ đi ra ngoài tiệm nè để coi mọi người làm ăn sao. Anh á, ngồi đây gọi điện thoại cho bác sĩ nha. Rồi đăng ký ngày đi khám lại rồi lấy thuốc uống cho em, nghe chưa? Rồi anh nghe, anh hiểu. Anh Giang, không có ngồi đây mà nó lung tung cho chồng tôi bị dao động nữa, rõ chưa? À, tôi hiểu rồi. Không có gì đâu. Nếu chị không thích thì thôi, nó cũng không có quan trọng gì lắm. Nhưng mà với tôi là quan trọng. Tôi biết. Dạ. Dạ. Nói chuyện chơi thôi. Dạ. Không có ma quỷ. Tôi biết. Để anh. Thấy chưa, tôi nói cho thấy cái gì, anh thấy cái gì? Ủa, chị chưa đi hả? Chưa sao? Không, tôi muốn nói anh về cái chuyện khác. Chứ không có bàn về cái chuyện đó nữa chị. Ngưng chuyện này ở đây nha. Dạ. Em đi. Đi thiệt rồi. Anh cứ tin tôi đi. Trời đất ơi, bây giờ nè, tôi nói thật với anh đó, tại sao anh không chịu tin? Phải không? Biết bao nhiêu người là được thầy chữa trị thành công rồi. Nè, tôi nói thiệt anh nha, lúc đầu tôi cũng nghe nói cũng dao động. Nhưng vợ tôi nói tôi cũng dao động. Có nghĩa tôi đang đứng cửa giữa. Hà rằng gì nè, tôi tới nơi đó tôi thấy bà thần y bói gì đó, bà chữa trị mà người ta hết bệnh, hay bà coi bói mà đúng để người ta thay đổi số phận gì đó ha, thì tôi còn có thể tin được. Còn nghe qua lời anh nói làm sao tôi tin được. Bây giờ nói thật cho anh, thời buổi này là thời buổi gì? Thời buổi 4.0. Anh hiểu không? Anh chỉ cần ngồi nhà, anh lấy cái điện thoại ra, anh chụp hình anh, anh ghi rõ ngày tháng năm sinh, anh chụp cái lòng bàn tay của anh gửi qua cho thầy. Đó, thầy coi xong rồi thầy gửi tin nhắn gì vậy, anh sẽ biết kết quả. Trời ơi, còn đó là cũng online luôn hả? Chứ sao, coi online luôn, nó vừa bảo đảm và nó vừa kín đáo, người ngoài không ai biết. Đó là một cái, là cái coi bói thôi. Còn bây giờ tạc cho anh coi nè, những cái clip và những cái tin nhắn mà thầy trị bệnh cho bá tánh nè. Ôi trời, coi nè. Đây, qua đây. Đây, chữa trị mở cho coi. Chữa trị mà quay clip lại luôn hả? Chứ sao, đây. Đó, anh dòm đi. Anh thấy tin nhắn chưa? Trời ơi, thầy tài quá. Người ta khen ngợi thầy. Thầy đúng là thần y bói. Trời ơi, thầy bói này hay quá ta. Thầy giỏi quá. Trời ơi, đừng trôi lên. Trời ơi, ngoại em hết cảm rồi. Vì nhờ bà thần y bói cạo gió hết rồi. Đúng rồi. Đâu phải là ai cạo gió cũng hết. Cũng phải có bàn tay cạo gió. Tùy bằng người cạo gió nha. Phải có tay cạo gió thì nó mới hết. Còn không có tay cạo gió là không hết. Không thể hết bệnh được. Đó, bây giờ anh coi tin nè. Biết bao nhiêu tin toàn là khen.
Đó, bây giờ tiếp tục nè. Đó, anh xem đi. Đó, thầy đang trị bệnh, anh thấy không? Ồ, cái clip là đang trị bệnh nè. Clip đang trị bệnh nè. Cái kéo cái chung ra. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Ok. Rồi, cái cái này nè. Đó, tôi tin lắm anh. Ơ trời ơi, thằng bí bói này cởi cởi áo, bấm bấm. Bấm bỏ tay đi chưa? Bấm bỏ tay coi cái gì mà cởi hả? Coi cái gì mà cởi? Tôi nói rồi, ha. Tôi kêu là hả, đi ra ngoài đường mua cho tôi một tí cái đồ. Ngồi đây cả buổi hẹn tôi về tôi không thấy đâu là tôi biết rồi. Nè, có tuổi rồi nha, lớn rồi nha. Tôi bậy bạ cái gì mà cởi cởi vậy? Hai ông á, chặt đầu vô coi tôi thì cho người ta gom hết đồ đi, hai ông cũng không biết á. Nè, định nói gì, định cãi gì, đừng có nói là tôi không biết nha. Tôi nhìn mặt hai ông thôi là tôi biết coi cái gì rồi. Đừng có giấu tôi, nè, đừng có nói, đừng có lý lẽ đây à. Bà biết coi cái gì không? Coi cái gì? Coi cái gì trong đây hả? Coi cái gì trong đây? Nói đi. Cái clip của thần y bói trị bệnh. Clip thần y bói trị bệnh hả? Sướng sát. Sao nãy giờ nó sướng? Mở đi. À, tôi nói nghe, hay lắm. Trời. Nhưng cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp một người thầy nào mà tôi nói linh thiêng mà thần y bói như thế. Bây giờ anh thay đổi thái độ lẹ quá. Bà nướng bánh tráng hồi xưa mà giống lật mặt hay trở mặt gì quá. Ừ, bà lật quá lẹ lắm. Tức lưỡi ông vậy. Hả? Thôi để tôi nói. Chồng tôi nói dùng thầy thần y bói đúng không? À. Trời ơi, anh ơi hay lắm. Thấy chưa? Tôi nói thiệt luôn nha, thầy là một người giống như là được thượng đế ban xuống đây để giúp cho dân chúng mình á. Đúng hay rồi lắm, đó anh. Anh ơi. Anh biết không, bao nhiêu ngàn người xếp lớp chỉ mong ước là cuộc đời họ chỉ mong ước là một lần thôi, một lần trong đời để được gặp thầy thôi. Trời ơi, họ có sao họ cũng mãn nguyện đó anh. Ừ. Hay lắm. Cái chân của anh không có ăn thua gì đâu. Đây nè, tôi nói cho anh biết. Anh tôi chữa trị chưa? Có chứ, tôi trị rồi mà. Trời ơi chồng tôi. Hồi trước á, tôi mặc áo tay dài anh, tại anh không để ý. Cái tay tôi nó bị như vậy nè, đó, bị cắn giá vậy nè. Đó. Xong rồi lại cái thần ly đó, cái thần đó đau à hết luôn đó, giờ bình thường nè anh thấy không? Hay hả? Chỉ cần chịu đau một tí thôi. Ủa vậy hồi đó tôi thấy anh tay bình thường mà nghĩ là hôm bữa đó là anh mặc áo tay dài hả? Áo tay dài đi đâu, áo tay dài bây giờ tôi đang mặc áo tay ngắn bình thường luôn, là thấy trời không hay quá vậy ta. Sao trời ơi, thầy này á em thiệt luôn nha, đi mà gặp thầy là gọi là phước. Đúng. Chứ không phải ai mà cũng dễ dàng gặp thầy đâu. Vợ chồng em giống như là phải đóng góp bao nhiêu công đức mới giống như là thân thiết với thầy mới có thể mà giúp anh để gặp thầy, chứ không phải ai cũng dễ dàng gặp được thầy đâu. Thầy trị bệnh không nhận tiền. Không có nhận tiền anh. Đặc biệt là không có nhận ai một đồng nào. Mình muốn đóng góp bao nhiêu là tùy lòng hảo tâm của mình. Nhưng anh nên nhớ nha, thầy không chỉ là trị bệnh ở trong nước đâu. Thầy đi vi vu khắp cả thế giới. Bởi đúng rồi đó. Thế giới cần thầy. Cả thế giới cần thầy. Thầy đi nhiều Australia, United States. Đúng rồi. Japan. Jamaica. UK. Mickey. Thầy đi tới Mickey hỏi con chuột trong phim bột quả cũng chữa bệnh nữa ha. Cái cây đó. Cái cây đó. Anh quyết định đi. Anh nghe lời vợ anh hay là anh nghe lời vợ chồng tôi? Rồi tôi tới là giúp anh mà. Được rồi. Vì sức khỏe, vì cái chân tôi cần phải hết. Tôi sẽ nghe lời của hai vợ chồng anh. Đó, phải vậy đó anh. Thì một đó. Lần tới thầy sẽ hiểu. Đúng đó. Rồi. Bây giờ là sao? Vậy thì mình sẽ đi gặp thằng y bói. Người ta gọi ta là gì? Thầy thì giờ thầy nói thầy làm y bói rồi, cô lấy thần kinh cho nó lạ.
bị nói thần kinh là ai tới đây chữa bệnh? Hả? Dặn bao nhiêu lần rồi? Tại sao vẫn như vậy? Hả? Có hiền quá mà. Dạ, đổi tên. Không đổi tên là con thần kinh bói. Thần kinh bói. Ta nói rồi, ta không có con giữ với con. Mai mốt là con phải kỹ lưỡng ý tứ lại, đừng có để ta phiền lòng, khổ thân, ta phiền lòng, ta sẽ tàn phai nhan sắc. Người ta chuyên tâm đâu mà chữa bệnh, đúng không? Con biết rồi sư phụ ơi, sư phụ đừng có nói nữa. Ngày nào cũng bị sư phụ la, ngày nào cũng bị sư phụ đánh đó. Khổ dữ lắm luôn á, bình con mà cũng làm hết tất cả mọi chuyện. Con làm gì, nói ta nghe coi. Làm gì đó? Dạ. Con làm gì đó? Con đang luyện. Luyện cái gì, con nghe chuông điện thoại hay không? Sư phụ có chuông điện thoại không? Có. Có thì đi nghe đi. Trời. Trong cái nhà này tao là gì? Sư phụ. Con là gì? Đệ tử. Nhiệm vụ của con là gì? Nhiệm vụ của con hả? À, bốc thuốc, quét rác, lau nhà, dọn dẹp, nói chung là tất cả mọi chuyện của ngôi nhà này. Rồi con nghe điện thoại. Sư phụ. Sư phụ. Ôi, sư phụ dạy con rồi, mỗi lần mà luyện hả, mà con phải tập trung, không có được lơ là thì mới có thể tăng được sức mạnh mình lên. Tăng được sức mạnh hả? Đi nghe đây lên, để lên. Trời ơi, người ta tắt vậy. Ừ, người ta tắt rồi, sư phụ mất tiền đáng chịu á. Alo. Phải, ta là thần y bói. Dạ. Xin lỗi, rất tiếc hôm nay không nhận thêm bệnh nhân. Hẹn gặp lại quý khách. Bye bye. Alo, alo, dạ, à, tôi là... Alo. Được rồi à, sư phụ. Gì? Trời đất ơi, hôm bữa tới giờ mình ế muốn chết luôn. Cái điện thoại sư phụ con mới để lên trên kia kìa. Nó cho người ta gọi tới, may mắn. Bây giờ người ta gọi tới sư phụ không nhận khách làm sao? Ta biết ế mà. Ế mà sao nhận khách? Mà tiền đâu mà ăn? Con bởi vì đi theo ta biết bao lâu mà sao con không có thông minh hơn chút nào hết trơn trời. Hả? Mặt tắt đầu hơi lớn mà không có thông minh. Sao vậy sao con? Dây dở tùm lum hết trơn mà không thông minh. Tự nhiên chửi con hoài hả? Bây giờ con nói mà con nhận khách liền là chứng tỏ là con không có bệnh nhân. Con rảnh, con ở không, đúng không? Bây giờ con phải nói như vậy thì người ta mới thấy là mình rất là nhiều bệnh nhân. Mình không có còn thời gian để khám chữa bệnh cho họ. Hay quá. Đúng không? Nhìn mặt sư phụ gì mà gian dễ sợ luôn á. Ai cũng nói vậy. Hay quá, hay quá sư phụ ơi. Ý, sư phụ, có khách tới rồi, có khách tới rồi. Khách tới, khách tới. Dạ, có khách tới rồi. Sư phụ, sư phụ. Hey. Hả? Sư phụ làm gì? Cô làm gì mà nhảy như lăng ngon vậy? Hả? Xuống làm gì? Xuống làm gì? Sư phụ thấy con mệt mỏi, nhức chả bao nhiêu ngày. Nằm xuống đi, sư phụ nó bóp cho con. Tự nhiên con đâu bị bệnh gì đâu, nằm xuống. Không bệnh cũng nằm xuống đi con, không bệnh mới nằm xuống. Để lên xe. Nằm xuống. Dạ không đâu, con khỏe rồi sư phụ. Yên tâm, bảo đảm không đau.
khỏe rồi. Khách tới. Em phải công nhận anh Hên hay thiệt luôn anh Hên ơi. Hay cái gì? Trời ơi, quầy nó đông quá trời đông luôn. Người ta khen lắm quá trời, đâu ai có cái thẻ đâu. Vậy mà anh đứng ngồi chứ tự nhiên đưa em cái thẻ, anh cũng có cái thẻ. Hay dữ vậy. Hả? Sao lại không hay? Hả? Cái đây là quen biết. Đó, ưu tiên. Nè, VIP nha. Đó. Vậy là anh tới đây nhiều lắm rồi phải không? Trời ơi, nhiều lần rồi, mối mà. Ê, gì? Trời. Chịu gì nữa? Cái gì vậy? À. Cái này là gì? Tỏi, dây tỏi. Thầy á, là bắt tôi đeo cái này nè. Đó. Chị để đi ngoài đường không đeo, nhập tới bất cứ chỗ khác là phải đeo. Đeo để chi? Để tà ma nó không có xâm nhập cho mình được. Dạ, cho mời khách vào à. Dạ, vô. Dạ. Dạ, con chào thầy. Dạ, con chào thầy. Dạ. Nó nói gì kỳ cục vậy? Dạ, thầy. Ai thầy? Ủa, thầy tôi đây nè. Thầy là nữ hả? Thần y bói. Chào thầy. Dạ, con chào thần y bói. Dạ, khách đã đến rồi thưa thầy à. Trên tay khách cũng có thẻ rồi thầy à. Dạ. Thẻ gì con? Ai thẻ gì nói màu cho thầy biết á. Dạ, đây thẻ hồng thầy. Dạ, đây thẻ xanh. Dạ. Màu hồng khám trước, màu xanh tháng sau. Úi, màu xanh. Ủa, em bị bệnh mà, 3 tháng sau. Quên, tôi lấy lại, tôi xếp thẻ. Không, tôi lấy thì dùm cho ông đó. Cái màu hồng này mắc tiền, màu xanh này thẻ giám khảo không? Màu hồng không? Dạ. Dạ, thưa thầy, giờ đã có khách có thẻ màu hồng à. Xin mời thầy rộng lượng khám bệnh cho khách. Dạ. Thầy đẹp quá. Ai quen? Ta nói bên kia. Trời ơi, thầy quên con rồi, con tới đây khám hoài. Đây nè, cái vòng này là thầy bắt con đeo nè. Để trừ tà ma. Dạ. Đúng, ta nhớ con rồi. Dạ. Sao hôm trước chữa bệnh về con thấy làm sao? Dạ, về khỏe re luôn á thầy. Đúng, phải khỏe thôi. Dạ. Tới thầy rồi mà. Dạ. Linh nghiệm như vậy là nhờ công đức đó thầy. Dạ. Con sao? Dạ con. Sit down please. Dạ con bị bệnh. Bệnh gì? Thôi khỏi nói, để thầy. Đó, cái hay của thầy là chỗ đó, anh không cần phải nói gì hết. Dạ. Giờ con chỉ làm theo thầy thôi nha. Dạ. Đây, con chớp mắt theo thầy. Một con thôi con, một bên thôi. Rồi. Gan con có vấn đề. Mắt con chớp liên tục là gan con đang suy rất mạnh. Trời ơi, người ta không chớp được. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Càng nói càng nặng. Bịt một bên nữa. Thở bên còn lại. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít thở. Gì nguy thầy? Dạ sao thầy? Thầy nói đi thầy, đừng làm vậy, ta sợ thầy. Dạ. Thận con có vấn đề. Thở không mà thận có vấn đề. Đúng rồi. Thầy ơi, vậy là thận con cũng có vấn đề luôn hả thầy? Đúng rồi. Dạ. Nhưng con yên tâm. Đến thầy rồi con đừng lo. Thầy sẽ chữa hết cho con. Dạ, con cứ yên tâm. Dạ, con ngồi tin. Qua một bên. Dạ con tin thầy. Ủa, mà con đến đây con đâu có phải những thứ bệnh kia đâu. Gan thận con hồi đó khám bác sĩ không có gì hết á. Con đến đây là con bị đau chân. Đau chân? Ừ. Thầy biết mà. Thầy biết. Thầy khám ở trên. Nhưng thầy biết con bị đau ở dưới. Trời ơi. Thầy biết chân. Anh thấy không? Hay biết con. Khám nhìn ở trên biết đau dưới. Nhìn thầy nhìn là thầy biết. Dạ. Đau chân đúng không? Dạ. Mời con. Dạ. Đưa em đợi đi. Dạ, đi bình thường mà. Dạ. Nó thốn chừng thôi. À, dạ. Ngồi đi con. Dạ. Tự nhiên nhé. Dạ, con mời. Sao bé thầy? Dạ, sao thầy? Dạ, đặt cái chân lên thầy. Con đang chân đúng không? Dạ, đặt chân lên. Dạ, đúng rồi. Đó, con mời. Dạ. Dạ, sao thầy? Đưa video đến đó mà, lấy gõ ta. Chưa, nước kia. Được thử gõ thế là đi băng bộ luôn á. Quạt này là quạt quét. À dạ.
Thấy sao không? Thấy sao? Dạ đau đau. Đau đúng không? Dạ, dạ. Đau đúng không? Dạ đau. Đau là bình thường đó con. Còn cảm giác là bình thường. Dạ đúng rồi, bác sĩ cũng nói vậy đó. Dạ, nếu mà cảm thấy đau là có cảm giác, mà có cảm giác là mình bình thường. Dạ, thấy rồi, hay quá, thấy hay quá. Con. Dạ. Dạ. Nhưng mà con đâu phải đau chân này. Dạ, con bị đau khớp gối á. Mấy năm nay là đau bên chân này. Thầy biết. Dạ. Cái này thầy biết, thầy nhìn là thầy biết, con để lên đây. Thầy biết. Tại vì thầy muốn thử cái chân bên đây của con xem là còn bình thường hay không. À, dạ, dạ. Thầy thấy cái chân này thầy thấy không bình thường. Ngay lúc con bước vô là thầy thấy cái mặt con không bình thường. Hay mà con nó kỳ cục lắm. Dạ. Thầy không nói là thầy bỏ qua, thầy sẽ chữa bệnh cho con. Dạ dạ. Ok. Chữa thì thầy đúng không? Dạ dạ. Ôi dạ. Dạ. Đỡ chưa? Dạ đỡ. Thấy chưa con? Dạ. Con người đỡ hay đi được. Chưa có thuốc đó con. Lấy thuốc. À, dạ 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 dạ. Đệ tử lấy thuốc. Dạ dạ dạ. Có liền, có liền, có liền. Con thấy chưa? Dạ thầy, con để con cầm cho thầy thôi. Cảm ơn con. Sao? Con tên gì? Dạ con tên Vui. Con tên Vui. Làm nghề gì? Dạ kinh doanh khách sạn. Khách sạn con tên gì? Dạ khách sạn Vui Vẻ. Khách sạn Vui Vẻ? Sao thấy cái mặt con không có vui? Dạ ế quá. Trời, tầm tuổi này mà còn ế sao con? À, dạ dạ không, cái gì? Không phải. Ế là khách sạn làm ăn ế ẩm. À, dạ đúng rồi thầy. Khách sạn làm ăn ế ẩm. Dạ. Đừng có lo, để cho thầy, thầy tính cho con. Ế ẩm đúng không? Dạ. Lạ gì ta? Gương mặt con tròn đầy phúc hậu giống thầy, tại sao lại ế ẩm? Ủa mặt thầy vàng tròn mà. Không, trước kia mặt thầy tròn. Enter. Có rồi. Đào móng. Hả? Đào móng gì? Đào móng. Đào móng khách sạn của con. Nhà cấp 4 rất là dễ đào con ơi. Không có vấn đề, không thành vấn đề. Không, nhà 4 tầng khách sạn. Nhà 4 tầng. 4 tầng. Đào luôn. Đào luôn. Đào sập nguyên nguyên cái khách sạn. Ừ. Không đào. Không đào. Không đào. Không đào thì... Thì gõ. Thì Enter, có rồi con. Ủa, có rồi hả thầy? Công đức. Ủa, là sao? Con, giải thích cho hiểu. Dạ, để người có kinh nghiệm mà mời anh giải thích cho bạn mình hiểu. Sao? Công đức mà còn không biết được. Là sao? Tất nhiên là thầy chỉ không có lấy tiền. Bây giờ mình có bao nhiêu mình đóng góp vô cái thùng công đức đó. Đó rồi để thầy đi làm những việc từ thiện khác. À, hiểu không? Có nghĩa là khỏi cần đào móng mình. Ừ, chỉ cần bỏ ra tiền cũng được tùy hỷ. Đó. Đó. Hiểu rồi. Hiểu công đức không? À, dạ. À, đây à, em gửi thuốc à. Thuốc đây là thuốc của anh ha. Thầy đã có ghi hướng dẫn đầy đủ trong này hết. Về cứ uống đúng theo như vậy thôi là khỏe. Thấy ha. Rồi, cảm ơn thầy. Chưa cái gì hết là thầy đã đưa thuốc trước rồi. Vậy cái này tốn hết bao nhiêu tiền nè? Xúc phạm! Ăn nói cái gì kỳ cục vậy hả? Dạ. Ở đây người ta không bao giờ người ta nhận một đồng cát bạc nào của ai hết. Anh để tôi nói, mình nghĩ làm sao đó, thầy của tôi là làm việc từ thiện cứu người. Lớn ngã là chỉ có việc công đức thôi. Đúng. Bây giờ mà nói tiền bạc là sao? Bình tĩnh. Xúc phạm. Bình tĩnh. Thấy chưa? Giờ tôi không hiểu gì hết, chỉ bỏ công đức thôi. Tự nhiên là nói tiền bạc, nó lấy thầy lấy tiền bạc. Bỏ công đức là ý anh là sao? Thì bây giờ tùy hỷ mình muốn bỏ như mình bỏ. À, có nghĩa là bây giờ ở đây không đòi hỏi bao nhiêu quá đúng không? Đúng rồi. Mình muốn bỏ bao nhiêu mình bỏ vậy đó. Đúng rồi. Ờ, vậy thôi mình bỏ 100.000 vô đi. Ờ, dạ thầy ơi không ngạc. Không còn công đức mà thành công cốc luôn rồi. Kỳ công cốc. Bây giờ mỗi lần sẽ khám bác sĩ đi. Thì khám bác sĩ mà khám luôn. Rồi thuốc luôn. Cũng mấy trăm phải cỡ 500. Mình bỏ 500. Ai giờ thầy khám một lần có hết không? 3 năm rồi khám hoài cũng không hết. Đó, mỗi một lần khám là cỡ 500.000. Mà khám rất nhiều lần rồi chưa hết. Mà lần đây làm sao mà bỏ 500 được? À, anh, lần trước em nghe nói hình như là anh đi khám cũng phải 5 triệu phải không? Đúng rồi. 5 triệu tiền công đức nó mới khỏe phải không? Còn thêm 2 triệu nữa là 7 triệu. 2 triệu tiền gì?
tiền thẻ đó. À, thẻ, thẻ, thẻ hồng đúng không? Đó, 7 triệu, 7 triệu kia trước con một lần một đã 7 triệu. Đó anh thấy không? 7 triệu. Anh ơi, nhiều dữ vậy hả? Tôi đâu có biết nhiều gì đâu. Nên hôm nay đem có 3 triệu hả? Có 3 triệu, nhiều nhỏ cái gì? Có 3 triệu thôi đúng không? Ừ. Còn nó có mấy trăm lẻ à. Khổ không ghê, không biết đâu có đem nhiều nhiều. Cho mượn thêm 7 triệu là 10 triệu nè. Cái gì đó? Ê, 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 cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời, anh bỏ 10 triệu, phải hỏi ý kiến tôi chứ. Công đức mà bỏ cái gì mà phải hỏi ý kiến? Thầy, có thể lấy ra được không? Đào máu. Ờ, thôi để luôn đi. Dạ. À, cảm ơn hai anh nhiều lắm. Dạ. Cái này nó chỉ là công đức thôi. Dạ. Mình làm nhiều công đức thì mình mau hết bệnh. Con à? Dạ. Lấy nước. À, dạ. À. Nước này là nước này trị bất bệnh. Dạ, nước bệnh gì cũng dạ, nước này là nước tu luyện. Dạ, dạ. Hay lắm. Con cảm ơn thầy. Tu luyện. Ủa, cái này của. Ơi 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 ơi. Cái nước này của ai bệnh? Ai bệnh? Nước này của người bệnh. À, 10 triệu á. Thầy ơi. Ừ. À, thầy ơi, con vừa nghe nước thánh con cũng ham quá cái con quốc viên ly luôn. Hả? Bây giờ thầy thương thầy đã làm phước làm đức rồi, thầy cho con xin lại đi nước khác để đưa ẩm nó coi mất 10 triệu. Không được, không bao giờ có chuyện đó. Nước này thầy rất là cực khổ. Thầy phải ngồi thì thầy phải tu luyện biết bao nhiêu lâu mới được ly nước như vậy. Bây giờ em uống vậy đó. Ha, được, không chấp được. Được. Không được. Dạ, được. Đệ tử lấy thêm nước. Dạ, đội ơn thầy. Con cảm ơn thầy. Ta là luôn từ bi. Dạ, con biết mà. Á, 10 triệu, trời ơi. Thắng kịp thời á, trời ơi. Rất sợ xuất sắc hoài à. Anh thấy chưa? Nếm được chút nữa. À, anh mà uống một cái tôi khỏi trả 7 triệu tiền thiếu luôn á. Vậy nha, uống dạ. Trả. Con uống nghe thầy. Dạ, mời anh dùng à. Dạ. Con dùng đi con, dạ, sẽ con hết bình. Dạ, đội ơn thầy. Chừa miếng. Thôi. Giỏi, uống ngọt ghê con. Dạ. Dạ. Rồi, à, thầy, à. Thầy qua thầy mình kiểm tra một lần nữa trước khi cho bệnh nhân khác vào. À, dạ. Dạ, mời thầy. Rồi, bây giờ khi thầy đã chữa cho con, từ nãy đến giờ con cảm thấy như thế nào? À, khoan, để một minh chứng rất là thiết thực. Dạ. Đứng lên đi con. À, dạ, dạ, đứng lên. Bước dạ. Đi vài bước cho thầy xem nè. Đi coi. Hay quá, vỗ tay. Con thấy là sao con? Ủa, nó tự nhiên vỗ tay là sao? Đi được rồi. Đi được. Ờ, nãy vô đêm đi được, đâu có bò đâu. Trời ơi, nãy là anh đi cà thọt, bây giờ đi cà nhắc, anh thấy không? À, cái gì? Cà thọt, cà nhắc giống y chang nhau. Nó khác nhau, bây giờ anh đi khác nhau hẳn. Thầy giải thích cho rõ này. Cái mặt này. Sau khi con làm công đức, gương mặt con nó phúc hậu hơn, đúng không? Dạ, dạ đúng. Hơn, nhìn đúng không? Lạc quan hơn nhiều sau khi làm công đức, đúng không? Dạ đúng. Vỗ tay. Con đội ơn thầy. Dạ, gì đó là trách nhiệm của thầy mà. Thầy luôn cứu người. Dạ. Dạ rồi, nếu như mà xong rồi thì mình cứ về mình uống thuốc thôi. Dạ. Rồi nó sẽ hết thôi ha. Dẫn bạn dạ. Về đi con. Dạ. Dạ. Ta, con tới đây là cũng nhờ thầy giúp đỏ và đội ơn thầy. Không có dạ, gì. Về khỏe rồi đó. Dạ. Dạ. Khỏi có phải lo cái gì hết trơn hết rồi. Về sẽ giới thiệu nhiều người phải không? Ừ. Dạ. Con. Thông điệp đó con. Dạ. À, hai anh ơi, nếu như mà thấy mọi thứ mà nó tốt lên, dạ. Nó hay lên á, thì coi như mình về mình nhớ nha, mình like nè, mình share nè, mình subscribe kênh YouTube của thầy nha, rồi giới thiệu cho mọi người cùng xem nha. À, dạ, để cho thầy ở đây lên được nút kim cương. Trời ơi, biết hết rồi. Ngại quá. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Trước khi về em cũng nói tóm gọn lại một cái cho mọi người hiểu. Sao? Là cái tiền công đức á, mình bỏ ở đây nè. Dạ. Là để mình xây dựng cái nơi. À, để cho thầy chữa bệnh cho người nghèo, những người khó khăn. Hiểu rồi. Không? Dạ. Nhưng mà để xây dựng một cái nơi như vậy á thì bây giờ nó tốn nhiều tiền lắm. Biết mà. Như dạ. Đây nó không là nghĩa lý gì hết á. Dạ hồi nãy có bỏ rồi. Dạ thôi mình về đi. À, thôi giờ dạ, về. Dạ. Nó cũng dạ, còn mà, tới đây tái khám nữa mà. Dạ, vậy nha. Vậy công đức lần này coi như xí xóa nha. Lần sau thì mới có công đức nghe. Dạ, mời về. Thôi về. Dạ. Chào. Dạ. Chào thầy. Dạ, mạnh khỏe nha, đi chơi cẩn thận nha.
Trời ơi, không bỏ thêm là không bỏ thêm. Dạ, nhưng mà thầy thôi, 10 triệu đồng đòi gì nữa thầy. Trời ơi, thầy hay quá à, công nhận luôn á. Cũng được con ha. Quả cũng là sư phụ của con. Thầy, 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 kỳ này nha, thầy cho mình nổi tiếng rồi thầy coi nè. Hồi nãy giờ tao quên, tao định nói mà tao không có nói được, dữ dữ nhiều người. Đây, 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 thầy nói, thầy nói đi. À, xin giới thiệu mọi người, đây là sư phụ của tôi. Hello, hello, hello. Tất cả mọi hành động của thầy lúc thầy chữa bệnh, con đã ghi hình lại hết rồi. Thôi con giỏi quá. Dạ, camera giấu kín và kỳ này con sẽ thuê truyền thông cho thầy. Wow. Mọi bước đi của thầy, hành động của thầy đều có truyền thông theo dõi hết. Ôi. Mọi người sẽ biết đến thầy. Thì dạ. Tư ơi, cho con giỏi vậy. Trời ơi, nhìn mặt con thánh thiện. Dạ. Con quá phúc hậu. Dạ. Con ơi. Trời ơi, con cố lên đi. Dạ, dạ, dạ. Con giúp cho thầy. Không. Nhưng mà thầy, con nghe nghe. Sao? Một mình con làm hết tất cả mọi chuyện ở nơi đây con có thiệt là không chịu nổi. Ta biết. Thầy muốn người thì con chịu nổi đâu. Ta biết là con rất là vất vả. Nhưng mà thầy luôn là làm từ thiện giúp đời. Thầy làm sao mà thầy thuê thêm được người nữa. Nếu mà thuê thêm là sẽ chia bớt phần lương của con chịu không? Ngu gì mà chịu thầy. Đó, thấy không? Dạ, dạ. Ráng đi con, công đức vô lượng. Dạ, con hiểu rồi. Công đức vô lượng dạ. Gọi đò ơi, ai đưa tôi qua kịp chiếc đò. Rồi thôi thôi, được rồi được rồi. Trời ơi, đi khó đi quá. Phải công nhận á nha, anh đi chữa bệnh hay thiệt á. Sao? Đi chữa bệnh mà từ đường bộ mà thành đường thủy luôn nè. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đi qua kịp rồi. Đây em đẩy cho. Em đẩy qua cho anh chèo qua luôn. Trời ơi, chữa bệnh sao mà từ hai chân mà thành ba chân luôn vậy nè. Anh chữa bệnh sao, nói em nghe coi. Bà thầy thần y bói đó, ba nói không có sao đâu. Anh vừa vô anh nói là anh bị đau khớp. Khớp gối lâu năm rồi. Cái ba nói là ba gõ cạch 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 tù nào ghê vậy. Xong anh kêu là trời ơi như vậy nứt xương không. Cái bà thần y bói kia không sao đâu. Vậy đó mới chữa được tận gốc. Phải vỗ thật mạnh, nó vô tới xương tới tủy nó mới hết được. Trời đất ơi, anh đang bị xương khớp nó sưng lên như vậy rồi gõ cạch 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 vô trỏng rồi cái nó. Trời ơi, rồi nó tổn thương ở trong đó rồi làm sao? Trời ơi, em đừng có nói vậy. Bà thần y bói là bà nổi tiếng lắm chứ đâu phải là dân mà gọi là tầm thường đâu. Nhưng vậy mà bây giờ sao anh thấy nó sưng hơn đúng không? Ừ. Và anh đi đau hơn đúng không? Đúng rồi. Vậy sao gọi là chữa bệnh? Thực sự á là đi á thì nó để à, đây là à, bình thường á. Bình thường đi thì nó có thông thốt. Còn bây giờ đi thấy êm hơn. Em thấy là đi êm hơn không? À, đúng rồi, tại vì anh đâu đi bằng hai chân đâu, anh đi bằng ba chân lận mà. Ờ, thật như cảm giác đó chân là đi không phải không? Nhưng mà vậy nè. Thực sự nha. Sao? Thầy em không có chứng kiến không? Em tới nơi em chứng kiến mà em mới thấy là thầy năng của bà thần y bói này. Tài năng sao? Bà phải gọi là thầy, phải gọi là thầy mới được. Thầy? Ừ. Vậy anh ngày nào anh kêu bằng thầy? Người ta giỏi, mình tôn trọng người ta, mình phải gọi là thầy mới được. Không, mà anh nghĩ nè, có thể là bà từ trên trời á, ở trên á, sai khiến bà xuống đây. Trời ơi, bà tinh thông tất cả các loại luôn á. Bói cũng giỏi, là chữa bệnh cũng giỏi nữa. Đó, bà cứu nhân độ thế mà. Người ta chữa không có lấy đồng nào đó, miễn phí. Đó, anh chỉ là khả năng mình muốn cúng bao nhiêu, cúng dường bao nhiêu mình cúng thôi. Thấy chưa? Thấy chưa, em biết ngay mà. Trời ơi, anh cúng gì có phải là tiền không? Nhưng mà tấm lòng của mình muốn cho bao nhiêu cho mình cho đấy bá tánh mà, đâu có phải là cho mình đâu. Nhưng mà đâu có cho ít đâu, đúng không? Anh chữa bệnh nhiêu tiền, nếu như anh đi bệnh viện thì bao nhiêu tiền, mấy trăm ngàn thôi, đúng không? Nhưng mà anh cúng là anh cúng bao nhiêu, tiền triệu trở lên, đúng không? Ờ, tại vì mình thấy người ta giỏi quá mà mình chữa mà hết bệnh thì mà bao nhiêu mà mình không trả đúng không, bao nhiêu mình cũng cúng hết á. Cái vấn đề mình chữa hết bệnh thì em không có nói nha, vấn đề tiền bạc em cũng không có quản nha, nhưng mà vấn đề là anh phải hết bệnh. Đằng này anh chữa về mà bệnh nặng hơn như vậy, biểu tin làm sao em tin được. Không, bà thầy thần y bói bà có nói rồi, phước chủ may thầy, biết đâu cái duyên phận của mình tới là chữa được hết liền, còn nếu không được á thì tại vì mình số kiếp của mình nó vậy. Ồ vậy hả, vậy thôi anh ở nhà đi,
em chữa bệnh cho anh nha. Em mua đại thuốc nào về cho anh uống, rồi anh hên thì anh hết bệnh, còn không hên là do số kiếp của anh thôi. Cái đó em chữa cũng được à. Trời, nói chuyện em tức thì có tức thiệt luôn á. Em phải tin, phải có lòng tin thầy thì mới hết được. Lòng tin nó phải có cơ sở. Anh không có cơ sở gì hết, anh biểu tin làm sao em tin được. Người ta được, mọi người nói là thần y bói mà. Người ta là một cái bậc cao nhân, một bậc giỏi, một bậc trời vu xuống đây thì mình phải tin người ta chứ. Em biết cái nhà mình biết sao không? Thầy nói sao không? Lại ma ám, quỷ ám gì nữa phải không? Chính xác. Biết bà thần y bói bà nói sao không? Nói sao? Cái khách sạn 4 tầng của mình muốn hết thì phải đào móng lên. Đào móng lên? Ừ, đào hết móng lên. Rồi nó sập xuống rồi làm sao? Thì sập bỏ, xây lại từ đầu. Thật là hay. Anh có tiền xây lại từ đầu không? Nhưng mà hơn nha. Anh Vui ơi, anh Vui, chị Vui ơi. Trời ơi, có nhà luôn hả? Sao chị Vui vẫn vui hả? Ngồi. Dạ, thì em qua đây em hỏi tình hình bữa đi chữa bệnh về sao rồi anh chị hả? Chị nhìn đi rồi chị biết. À, từ đi bộ mà tới nay thành đi xuồng luôn rồi kìa. Đó, thấy không? Thấy tài năng của thầy không? Từ này mà chuyển qua thành cái kia luôn á. Thầy là tài năng như vậy đó. Thấy chưa? Thấy người ta nói tài năng chưa? Em dạ. Có tin thầy gì hết à? Đúng rồi, thầy là tài lắm. Từ người lành mà chữa thành người què luôn. Trời ơi, chị ơi. Đừng nói vậy. Em biết, khẩu nghiệp. Em biết cái tâm lý của chị, tức là chị cũng nôn nóng á. Em nói chị nghe nè, mình điều trị thì mình cần có thời gian. Thì anh thử đi coi nha, khoảng chừng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngày nữa là hết à. Người ta cũng vậy thôi ha, mình cũng phải chờ chị, chứ không phải cái gì mà chữa cái hết liền. Nó là đúng. Đã tuần về rồi đó, mình đâu có hết chị đâu. Em thấy cái đầu gối càng ngày càng sưng lên kìa. Phải có lòng tin. Đúng rồi chị, thầy mà. Trời ơi, thầy hay lắm, nói chung chị cứ từ từ chị. Trước sau cũng hết à, đừng có lo nha. Dạ. Nói thiệt tôi không có lo gì hết trơn á, dạ. Mà tôi lo mọi người bị lừa rồi đó. Cái gì phải lừa? Không ai lừa hết á. Chị ơi, chị nói gì không được, chị nói là thầy vỡ chị. Mình lớn rồi, mình quyết định chứ đâu phải thầy lừa mình. Trời ơi, mình là người có trí tuệ, chứ đâu phải mà thầy kêu thầy ép mình đâu. Thầy làm là thiện nguyện hết á. Thầy nói gì, chị nói gì, trời ơi, có lỗi với thầy lắm đó chị ơi. Đừng có nói gì từ thiện đó không? Đúng rồi chị. Nhưng mà sau đó thì có cúng dường đúng không? Trời ơi, đó là thiện nguyện. Chứ không phải là tự nhiên mà thầy ép thầy cúng lại thì nói gì là thiệt á. Thầy quở chết. Em muốn chị đừng có nói vậy nha. Tội nghiệp tụi em, tại tụi em dẫn anh qua mà, đúng không? Tôi nói thiệt nha, tôi khuyên một câu, hai người tỉnh lại đi. Mấy người đang bị lừa rồi đó. Thiệt á, tôi qua đây tôi có hỏi thăm anh chứ tôi qua tôi thấy tôi bực mình á. Chị ơi. Thầy ơi, con xin lỗi thầy. Thầy ơi, thầy đừng có gỡ tôi con nha. Con xin lỗi thầy, lỡ rồi tụi con có nói cái gì sai á thì bỏ qua tụi con nha. Nói vậy thầy quở. Chị Vui ơi, anh Vui ơi, chị Vui ơi. Có chuyện gì vậy? Ơi, chị thấy không? Trời ơi, tôi không thể nào mà tôi ngờ được. Không thể nào mà có chuyện nó xảy ra được. Chị thấy chưa? Chị thấy chưa? Chị nói cái thầy quở chồng tôi rồi đó. Thầy ơi, thầy bỏ qua cho chồng con đi thôi. Bà bỏ cái vụ này đi. Cái gì vậy? Không hiểu gì hết. Bà không biết cái gì hết. Tất cả mọi người ở đây đều bị lừa rồi. Cái gì? Bị lừa rồi chứ còn cái gì nữa? Cái gì lừa? Ai lừa? Bình tĩnh lại đi. Cái gì qua đây tôi cướp à? Biết ai lừa không? Bình tĩnh lại. Ai lừa mình? Thằng y bói lừa mình. Thầy lừa. Tôi đã nói rồi mà. Trời ơi, mọi người không có tin. Vậy nè, qua đây. Cái gì nữa đây? Ai nói kiểu gì vậy? Thầy thần y bói mình đi lừa người ta. Nín. Thầy lừa là tôi nói thầy lừa. Mấy người không hiểu cái gì hết, bây giờ tôi nói rõ ra. Thầy nói với tất cả mọi người đó, mỗi một người mà tới để thầy chữa trị đó, thầy nói là thầy sau này sẽ có một cái chỗ, một cái nơi thật là lớn, thật là rộng để chữa trị bệnh cho để chữa trị cho tất cả các bệnh nhân. Thì đúng rồi, thì mọi rồi. Người tấm ướt vô. Cuối cùng nè, tôi là cái thằng phải tới đó tôi coi. Có cái miếng đất như thế nào, trời đất ơi. Tới miếng đất đó rồi đó, có thấy xây dựng cái gì đâu mà ổng nói sắp hoàn thành. Mà trên miếng đất nó còn để cái gì nữa, biết không? Để cái gì? Đất đang tràn chấp. Hả? Thấy chưa, có phải là mình bị lừa không? Tự nhiên trời ơi, trâu đang bình thường mà trở thành trâu què. Trâu què là tôi. Cái nạn nó của tôi. Anh trả lại cho tôi. Trời ơi. Tôi xin lỗi thầy. 200 triệu. Ai nói với bà
là 200 triệu. 207 triệu. Ở đâu ra 7 triệu nữa? 7 triệu tôi mượn. Đó, mượn 7 triệu. Anh, à, mượn 7 triệu? Đúng rồi. Trời ơi, chữ trên này mà 7 triệu. Hôm bữa anh đem 3 triệu, nhưng mà bảo cúng giường phải 10 triệu. Trời ơi, thấy chưa? Tôi đã nói rồi. Mọi người bị lừa, tôi sẽ làm sáng tỏ cái vụ này. Alo. À, dạ đúng, tôi là thằng y bói à. Ủa, chị Năm. Nhớ rồi, chị Năm hôm trước xin bùa cho chồng đừng có đi ngoại tình đó đúng không? Giờ sao rồi? À, thêm nữa hả? Ờ, thôi. À, có việc gì đến đây đi, thầy sẽ giúp. Sao? Thêm một người nữa à? Ở nước ngoài về. Đầu tư đất, xây dựng nhà cửa. Dạ. Đến ngay bây giờ. Đến ngay bây giờ luôn. Dạ, được. Ok, rồi, ok, bye bye. Sư phụ. Ok, tôi chờ. Trời ơi, sư phụ ơi. Lịch trong này ha, biết bao nhiêu người con đang sắp xếp bên này mà sư phụ nó đến đây bây giờ là sao được? Không được thì chê ngang, không chấp nhận. Dẹp hết. Con thông báo hôm nay không tiếp khách nữa, chỉ tiếp một mình khách này thôi. Ha? Thôi hiểu đi, tôi tự làm đi. Tại sao? Nghĩ sao nhiều cứ hẹn khách rồi sao bắt đầu quỷ hẹn cái quỷ hoài vậy? Quỷ hết, đây là khách bình thường. Kia là khách VIP con ạ. VIP sao không nghe rõ ràng coi. Nghe nè, người ta từ nước ngoài về ha, người ta sẽ đầu tư mua đất cho mình, xây cất mọi thứ cho nó hoành tráng lên cho hai thầy trò mình ở. Ghê không? Vậy là người ta bỏ tiền hết luôn. Đúng. Xây thành một cái nơi đàng hoàng khang trang. Chứ sao? Rồi thầy trò mình có chỗ để mình làm. Trời ơi. Quỷ lịch. Quỷ hết lịch. Dạ. Để tôi thông báo. À, quỷ lịch. Cho vô bảo vệ ơi. Khách vô và quỷ hết lịch trước tới giờ nha. Dạ, sư phụ ơi. Diamond tới rồi. Diamond, ok. Dạ, mời sư phụ. Chào. Hello. Dạ. Xin chào. Xin chào. Hello. Xin chào. Dạ. À, có phải đây là vị khách vừa gọi đến không ạ? À? À đúng rồi, tôi mới gọi điện thoại lại cho thầy. Tôi là Việt Kiều. Tôi mới từ nước ngoài trở về đây. Tôi muốn làm thiện nguyện, được mọi người giới thiệu đến thầy. Nói thầy luôn chữa trị bệnh và làm thiện nguyện cho mọi người. Khoan. Bà chị có thể nhả viên kẹo ra được không ạ? Không, tôi không có ngậm kẹo. Tôi là Việt Kiều, tôi đi lâu quá rồi. Dạ. Ở bển ăn đồ ăn ở bển nó riết quen á. Cho nên là túm cái miệng. Đúng rồi, nói chuyện vậy á. Dạ. Tôi nói tiếng Việt không quen. Dạ. Sorry. Giỏi lắm. Tôi ở bên kia tôi cũng rất thích đi làm thiện nguyện. Tôi rất là thương động vật. Tôi hay đi cứu những cái con mèo ấy. Con mèo nó đi hoang, tôi mang về nhà tôi nuôi. Con chim ở trên trời nó rơi xuống, tôi đem về nhà tôi nuôi luôn. Con cá ở ngoài sông. Thôi kệ nó đi chị. Không, tôi bắt về tôi ăn. Trời. Bắt về ăn vậy là mình làm thiện rồi đó hả chị? Đúng rồi. Ăn từ từ chứ không phải từ thiện. Từ từ hả? Coi như là mình hóa kiếp cho nó. Kiếp sau nó sẽ làm người tốt hơn. Làm kiếp khá khổ lắm. Dạ. Cứ tung tẩy bơi cực khổ. Dạ. Sư phụ ơi, lòng tốt bao la. Mình phải nói là thiện mà gặp thiện thì nó sẽ phát triển lên nhiều cái thiện nữa. Dạ. Xin hỏi bà chị à, xin được cắt ngang lời của bà chị.
Bà chị muốn làm từ thiện đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Mình vô chủ đề chính luôn đi chị. Dạ chị từ thiện nhiêu? Hiện vật hay hiện kim? Tôi có tiền giấy thôi. Để thử tiền giấy. Tôi có đô la. Đô la thì hơi mất công đổi chút xíu thôi nhưng mà được. Nếu không đổi được thì tôi sẽ về tôi tự đổi. Thôi được rồi, ở đây đổi. Đâu rồi, cho xin là đô la. Từ phân như thế này. Tôi có một cái thắc mắc bé bé tí thế thôi. Tôi nghe nói là chữa bệnh rất là giỏi. Mà tôi muốn được chiêm ngưỡng cái sự chữa bệnh của thầy. Trước khi mà tôi bỏ vào số tiền để mà xây một cái ngôi nhà gọi là để chữa bệnh cho bệnh nhân và để họ trú ngụ ở đó. Dạ đúng rồi. Khi mà họ chờ vào chữa. Dạ đúng rồi. Dạ. Chuyện đó là chuyện bình thường. Bây giờ bà chị ai bệnh? Dạ đây. Dạ. Hai dạ đây. Dạ em bệnh. Dạ chữa em trước đi. Dạ. Dạ rồi ngồi xuống. Lấy cái ghế ra. Lấy cái ghế ra. Hay quá. Này. Cái chân lên rồi đó. Chữa đi. Cái này là coi nhiều lắm rồi nè phải không? Hả? Coi nhiều cho nên là rành vậy. Dạ. Đúng không? Ông làm gì vậy? Sao đá người phụ tôi? Dạ chân này không đau, đá được. Chân này không đau, đá được. Cái này là phản xạ tự nhiên thôi. Phản xạ tự nhiên. Chân kia không đau. Chân kia đau, chân này không đau. Ok, chân này. Ôi dạ. Đâu có đá đâu mà né. Sao đá? Chân này đau, không đá được. Chân đau. Kết luận. Kết luận chứng đau. Chứng đau là bình thường. Chứng đau là còn cảm giác là bình thường. Đúng không quý vị? Đúng rồi. Thầy tử lấy thuốc. Dạ. Ghi nhớ. Người tiếp theo. Tôi. Thế thôi á? Dạ đúng rồi. Rồi đây. Rồi. Giờ nhìn theo thầy nha. Thầy biểu sao con làm y vậy nha. Con chớp mắt thôi ta thầy. Không có bị bệnh gan. Đúng, con không bị bệnh gan. Rồi, con hít mũi phải, con thở mũi trái. Hít vào, thở ra. Thận tốt mà. Không bị thận. Không có bị gì hết. Thầy đâu có nói bị thận đâu. Thận tốt, đúng không? Ừ. Rồi, ok. Rồi. Nghe không? Nghe. Đau không? Đau. Đau không? Đau nha. Đau. Dỗ muốn chết luôn thằng nhỏ mà không. Không đau là bình thường. Nghe rồi đó. Trời sao bình thường được. Vỗ tay. Vỗ tay. Có cái gì mà vỗ tay? Người ta đâu có bị điếc đâu mà vỗ tay cái gì? Thì vỗ vài cái là nghe bình thường rồi. Hay rồi. Thiệt tình luôn á. Người ta không có bị điếc mà chữa điếc là chữa làm sao? Người ta nghe bình thường mà. Chị bình tĩnh cho em hỏi là cái giọng mà nó ở về trừ về nó đâu mất tiêu rồi. Nó đâu mất tiêu là bởi vì tôi không muốn nói như thế nữa. Mở đi hết đi. Nhận ra hết không? Mọi người nói hết đi. Đó, sao? Hai người có nhận ra ai không? Đi vui. 10 triệu. Đây, 200 triệu nè. Nhớ mặt không? Gì dữ vậy? 7 triệu. 7 triệu gì? 200 triệu chứ 7 triệu cái gì? Bây giờ còn nói là tới. Thầy nhớ rõ ràng mà không có tới. Cái gì mà không tới? Trời ơi, rõ ràng hả? Nhận gia đình tôi 200 triệu bây giờ còn nói chối cãi đấy chứ. Nói là không tới chứ. Bằng chứng có luôn. Từ. Nói mấy cái đó là vu oan giá họa. Người ta là làm phước làm thiện. Đừng có nói tao nhận bậy bạ. Cái tiền đó hả? Cũng đem là từ thiện thôi. Đúng rồi. Bây giờ hai người còn cãi nữa phải không? Nhân chứng, vật chứng có rõ ràng hết rồi. Có đâu. Đây, nhân chứng là tất cả những ngày này. Đúng. Còn vật chứng, để đây. Có phải không? Mấy người quay phải không? Đây, vật chứng của mấy người. Tôi sẽ đem này lên công an. Đây, quay qua cho tôi. Nè, tôi hôm nay tôi nói rõ ràng nha. Nhận tôi 200 triệu. Để xa. Nhận tôi 200 triệu nha. Mà tôi có sao kê đàng hoàng nha. Đừng có chối nha mấy người nghe chưa. Tôi... Bên đây. Giận bên đây. Mấy người nghe chưa. Tôi sẽ cho biết thôi. Cái này không tính. Sao là không tính được? Biết tính hay không á thì lên công an mà tính. Mấy người đừng có ý đông mà ăn hiếp yếu nha. Con. Dạ. Kêu tụi nó vô.
Kêu ai nữa? Kêu Lính vô. Dạ dạ dạ, không có còn ai hết á. Kêu đi. Kêu đi. Đâu còn ai nữa? Đâu bây giờ chỉ còn có một cách một thôi. Đừng có nói nhiều nữa. Con người bây giờ tính làm sao? Tính làm sao? Còn tính làm sao nữa? Lên phố. Sài Gòn sáng, xuân xanh gọi chào. Sài Gòn chưa nắng hạ sương sao. Thấp thoáng khu khí chiều tà, đông đến trong đêm nhạt nhòa. Sài Gòn có anh và có em, Sài Gòn của ta thật là dễ thương. Hai mùa mưa nắng nắng mưa, hai mùa vẫn nhớ bóng.